Rồi. Chúng ta nói một chút về cái các bài tập này thì các bạn cứ tìm hiểu ha. Nếu cái nào khó thì các bạn cứ viết email cho tôi, tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Ví dụ bài số 8 này cũng vậy này. Cũng là cái cách mà chúng ta vận dụng những công thức mà chúng ta có sẵn mà đã chứng minh rồi. Đó, bài số 10 này. Bắt đầu từ một sợi dây, bắt đầu từ một cái cấu trúc. Nó xem xét một chút trên cái bài tập của Việt Pháp nó khá khó nha các bạn. Xem lại chút. Chúng ta nói một chút về cái tương tác giữa từ và điện ha. Chúng ta sẽ sang cái định lý Ampere. Rồi. Nhưng mà chúng ta thấy ở học kỳ 1 chúng ta học ấy, là chúng ta có cái công thức dành cho điện lực từ tác dụng lên một cái điện tích đang di chuyển ở bên trong một cái từ trường. Thực ra thì ngay trong cái buổi giảng về lực Ampere, lực lực Lorentz nó tôi đã nói là ở cái thời điểm đầu tiên khi khảo sát người ta không thể nào có một cái điện tích người ta bắn vào từ trường rồi sau đó người ta đưa ra được công thức lực tác dụng lên từ trường một cách dễ dàng đâu. Không dễ một tí nào đâu. Q nhân V nhân B là cái công thức không dễ để có đâu. Nhưng mà trong cái buổi giảng đầu tiên khi chúng ta nói về cảm ứng từ B á, vai trò của nó cũng như cái cách thức người ta đặt ra vấn đề của nó. Lần đầu tiên khi người ta phát hiện ra là dòng điện tác dụng được với từ trường, chúng ta có thể đo được một cách dễ dàng, nhưng mà lực đó sẽ quy nó về cái mối liên hệ giữa một đối tượng là dòng điện với một cái đối tượng là từ trường, từ đó chúng ta mới có khái niệm về cảm ứng từ B. Thì cái công thức F bằng Y nhân với L nhân với B á, là công thức người ta tìm ra đầu tiên. Sau đó người ta mới vi phân hóa nó thêm thành là lực tác dụng lên một cái đơn vị dòng điện, người ta đo cái lực tác dụng lên một cái dòng điện có chiều dài, sau đó người ta vi phân hóa nó thành một cái dòng điện rất nhỏ. Thì lực từ tác dụng lên dòng điện nó bằng Y nhân với DL nhân với B. Quy tắc bàn tay trái nhớ không, xòe bàn tay hướng các đường cảm ứng từ chiều từ đây đến đây là chiều dòng điện. Ví dụ như trong trường hợp này là trường hợp cái hình này xòe bàn tay này hướng từ từ trường từ ngoài đổ vào mà chiều này là chiều dòng điện, thì chiều này là chiều lực từ, chiều quán cái là chiều lực từ. Thì mà thấy nè, chiều của lực, nhớ cái bài giảng đầu tiên nó khi chúng ta treo một cái sợi dây điện lên và cho dòng điện chạy qua, chiều của lực từ tính rất là dễ, vậy chúng ta có hai cái lực còn lại rồi, nó tính được độ lớn lực từ, chúng ta tính được hướng lực từ và quy nó về cái mối liên hệ giữa cường độ dòng điện, chiều dài sợi dây và một giá trị không thuộc vào dòng điện mà sợi dây chính là từ trường, chúng ta có cái khái niệm thì từ đó chúng ta khi vi phân hóa nó về thành một cái đơn vị dòng điện thì mới đặt vấn đề là rốt cục dòng điện nó là cái gì. Dòng điện nó là cái hạt mang điện chuyển động. Y nó bằng cái gì? Y này nó bằng cái gì? Bằng điện tích Q chạy qua cái tiết điện khoảng đó trong một đơn vị thời gian. Cho nên á, Y này thực ra nó là Q chia T hay là Q chia DT, là DQ chia DT. Vậy thì cái công thức này viết lại là DQ chia DT nhân với DL nhân với B. Thì DL chia cho DT, DL là quãng đường mà điện tích chạy trong khoảng thời gian DT. Thì chẳng phải cuối cùng DL chia DT ra V, cuối cùng chúng ta có phải có Q nhân V nhân B không? Lực từ tác dụng lên một điện tích chuyển động, theo kỳ 1 học rồi, lực Lorentz. Và hướng của nó thì nó quy định bởi hai cái vector V với B nhân có hướng với nhau. Bây giờ câu hỏi nè, cái lực từ lực Lorentz này chúng ta không nói nhiều về nó đâu, bởi vì chúng ta học ở kỳ 1 cũng nhiều, nhưng mà giờ chúng ta ôn lại một số thứ thôi. Khi bắn một cái điện tích vào trong một cái từ trường, khi bắn một cái điện tích vào từ trường theo các phương án sau đây, từ trường đều nha, bắn V song song với từ trường, bắn V vuông góc với từ trường và bắn V chéo với từ trường một góc alpha, thì ba trường hợp đó trường hợp nào động lượng của điện tích không đổi? Ai biết ba trường hợp đó trường hợp nào động lượng của điện tích không đổi? Dạ, trường hợp song song là không đổi, động lượng nó không đổi. Tại sao? Tại sao khi song song thì động lượng nó không đổi? Bạn đang vừa trả lời. Bạn đang vừa trả lời ta. Dạ thầy, do lực không. Thì động lượng có thay đổi hay không thì chúng ta phải có một cái công thức nào liên quan đến động lượng hay là sự thay đổi động lượng, đúng không? F bằng DP chia DT. F bằng DP chia DT, cho nên là DP là sự thay đổi động lượng. Vậy thì DP tồn tại khi F tồn tại.
mà DP sẽ không tồn tại khi F không tồn tại, hoặc là T nó quá lớn. Và chúng ta thấy nè, khi nào thì F không không tồn tại thì F bằng không á, khi nào thì F bằng không. Q có không? Có. V có không? Có. B có không? Có, người ta cho hết rồi mà. Bắn một điện tích bằng một vận tốc vào một từ trường, như vậy thì Q, V và B là đều tồn tại hết. Vậy thì khi nào cái tích nó bằng không? Thì khi và chỉ khi cái tích V nhân B bằng không thôi. V nhân B và nhân có hướng vector thì nó có hai trường hợp bằng không thôi. Một là hoặc V hoặc B bằng không. Hai là bản thân hai vector đó cùng phương, tức là V và B song song với nhau. Thì trường hợp bắn vuông góc hoặc là bắn chéo thì nó đều có một cái thành phần B vuông góc, V vuông góc với B. Cái thành phần đó nó sẽ tạo nên cái tích, tức là tích nó có giá trị khác không. Và khi nó khác không thì động lượng không thể được bảo toàn. Giờ câu hỏi khác nữa. Bắn một hạt điện tích vào điện trường và từ trường theo phương song song, theo phương vuông góc và theo phương chéo chéo. Ba phương đó, phương nào động năng của hạt năng điện không đổi? Ai không biết? Có cái nào đổi hết. Không có cái nào đổi hết nữa. Tại sao? Tại vì cái thành phần lực sinh ra nó luôn luôn vuông góc với cái chuyển động. Tại vì nếu mà chúng ta muốn nói đến việc là động năng có thay đổi hay không thì chúng ta phải có một công thức nào đó liên quan đến động năng, tức là định lý động năng. Sự biến thiên động năng bằng công ngoại lực. Và công ngoại lực thì bằng gì? Bằng F nhân DS cộng lại. F vector nhân vô hướng với DS vector cộng lại. Động năng muốn không đổi thì cái tích nó phải bằng không. Tích nó bằng không khi nào? Một là F bằng không, hai là S bằng không, hai là ba là cái tích nó bằng không. F thì có, bắn vô là có, S là có di chuyển mà. Vậy thì chỉ còn một trường hợp duy nhất tụi nó tích lại bằng không, là hai vector đó phải vuông góc với nhau. Mà điều này đúng không? Đúng. Bởi vì S vector, DS vector là bằng V nhân DT, DT là số vô hướng, thì DS và V là cùng cùng phương cùng chiều. Và F của chúng ta theo cái công thức của lực Lorentz là nó đang vuông góc với V. F vuông góc với V thì F sẽ vuông góc với DS. F vuông góc với DS thì công của nó sẽ bằng không. Công của nó bằng không thì động năng của hạt chúng ta không đổi. Cho nên bắn một hạt vào điện trường, từ trường chứ, bắn ngoài vào từ trường, thì đầu tiên động lượng của hạt sẽ luôn bị thay đổi trừ trường hợp bắn song song. Còn động năng của hạt thì không bao giờ bị thay đổi. À. Vậy câu hỏi đặt ra nè. Học kỳ 1 còn nhớ những cái kết quả đâu, ôn lại một tí ha. Chứng minh giúp thầy không dùng quá nhiều công thức. Chứng minh giúp thầy quỹ đạo của một hạt năng điện khi bắn vuông góc hay không, xin lỗi, bắn vuông góc vào từ trường, nó sẽ là một hình tròn. Và trong trường hợp bắn chéo vào từ trường thì nó sẽ đường xoắn ốc. Bây giờ nói vuông góc trước đi. Vuông góc là đường tròn. Chứng minh sao? Cơ học nha. Bắn vuông góc thì lực Lorentz là vuông góc với vận tốc. Lực Lorentz đúng là vuông góc, không nhất thiết phải bắn vuông góc nó mới vuông góc. Lực Lorentz là nào cũng vuông góc với vận tốc. Nó trở thành lực hướng tâm. Tại sao? Ừ thì đúng. Thì nó vuông góc thì nó tạo thành lực hướng tâm. Nhưng mà lực hướng tâm thì chuyển động parabol vẫn có thành phần lực hướng tâm mà, lực pháp tuyến mà. Chuyển động tới bất kỳ một đường cong nào cũng có thành phần gia tốc pháp tuyến. Và vì vậy cho nên luôn luôn có lực pháp tuyến, tức lực hướng tâm. Nhưng mà bắn vuông góc thì gia tốc tiếp tuyến bằng không nên là nó chuyển động tròn. Nó chỉ có hướng tâm. Nó chỉ có hướng tâm, đồng ý. Nhưng mà nó chỉ có hướng tâm đâu có nghĩa là cái quỹ đạo của em nó sẽ là chỉ là hình tròn. Chỉ như thầy nói không? Em có thể cho nó chuyển động trên một đường parabol mà chuyển động với độ lớn vận tốc không có đổi thì thành phần gia tốc tiếp tuyến lúc nào cũng bằng không ấy. Tưởng tượng được không? Em có tưởng tượng được cái logic đâu? Thành phần gia tốc tiếp tuyến á, là nó tỷ lệ với dv độ lớn chia cho dt, tức là sự thay đổi độ lớn và vận tốc theo thời gian. Bây giờ thầy cho một vật đi theo đường parabol mà đi đều là cũng chắc chắn không có cái thành phần lực, xin lỗi, gia tốc tiếp tuyến, mà chỉ có thành phần gia tốc pháp tuyến thôi.
Nếu em muốn một vật chuyển động trên đường cong mà là đường tròn, em phải chứng minh được điều gì? Quan trọng lắm, điều gì? Một cái đường cong thế nào thì gọi là đường tròn? Đều. Giờ R nó giữ nguyên. Bán kính là hằng số. Bán kính là hằng số. Bán kính cong là hằng số. Còn nhớ trong phần cơ học chúng ta nói về bán kính cong. Bán kính cong liên quan đến giá trị của độ lớn của cái gì? Tỷ lệ giữa cái lực hướng tâm với độ lớn vận tốc. Đâu, đúng không? Tức là gia tốc hướng tâm đó thầy. Đúng rồi, gia tốc hướng tâm bằng độ lớn V bình phương chia cho R. Yeah. Đúng không? Em phải chứng minh được R là hằng số. Thì bây giờ R nó bằng cái gì nào? R nó bằng là V bình phương chia A hướng tâm. Đồng ý không? À, giờ mình nói độ lớn nha. V bình phương chia A hướng tâm, mà A hướng tâm thì bằng là F hướng tâm chia cho M. F ở đây là Quy V B chia cho M. Nói độ lớn nha, vuông góc rồi là Quy nhân V nhân B độ lớn thôi. Đúng chưa? V bình phương chia cho Quy nhân V nhân B chia M. Thì cuối cùng còn lại là M chia Quy này. Nhân với V chia B này. B thì không đổi rồi. Bây giờ chỉ cần V mà không đổi, tức là R không đổi. Có tưởng tượng được cái lời giải bằng lời đó không? V bình phương chia cho A hướng tâm thì ra R. Đúng không? Tại vì A hướng tâm bằng V bình phương chia R. V bình phương chia A hướng tâm thì bằng là R. A hướng tâm thì bằng F, là F từ của chúng ta nè. QVB chia cho M. Tại vì gia tốc thì bằng lực chia cho khối lượng thôi. Như vậy chúng ta còn là V bình phương chia cho dưới mẫu nè. QVB chia M. À, lộn ngược M lên thì M chia Q nè. Nhân với V chia B. Đúng không? Ở trên V bình phương ở dưới V nhân B. Bỏ một cái V này. V chia B. B không đổi. Q không đổi. M không đổi. Bây giờ ai chứng minh được V không đổi? Em mới chứng minh được V không đổi là sao? Ai chứng minh được V không đổi? Dạ là cái tự trường nó đều phải không này? Không, tự trường đều là B không đổi thôi. Chứ còn độ lớn V kìa. Đây là vì cái lực nó luôn vuông góc với vận tốc ạ. Đúng, thì sao? Nên là cái vận tốc luôn là hằng số, nó chỉ thay đổi theo quỹ đạo. Hoặc là mình có thể chứng minh dùng động lượng và động năng. Giống như nãy bạn Quân nói, Nguyễn Viết Vinh Quân nói, lực của các bạn là luôn luôn vuông góc với vận tốc. Nên lực đó nó không có sinh ra thành phần mà gia tốc tiếp tuyến. Gia tốc tiếp tuyến bằng không, mà gia tốc tiếp tuyến được định nghĩa là D của độ lớn V theo DT. Vậy nếu gia tốc tiếp tuyến bằng 0 á, thì dv bằng 0, tức là độ lớn vận tốc không đổi. Vậy xong rồi ha. Độ lớn vận tốc không đổi, b không đổi, q không đổi, m không đổi thì r là không đổi, trên quỹ đạo của vật là hình tròn. Còn nếu bánh chéo vào á, thì có một thành phần vuông góc tạo nên một quỹ đạo tròn. Và một thành phần tiếp tuyến tạo nên chuyển động thẳng đều. Một hình tròn được kéo dịch chuyển thẳng đều thì nó tạo ra đường xoắn ốc. Còn nếu như từ trường không đều thì sao? Có nhớ cái đề thi không? Từ trường mà nó không đều thì sao? Từ trường không phải là một cái từ trường đều thì sao? Thì bán kính thay đổi. Bán kính rồi. Bán kính sẽ thay đổi. Như ở đây có một cái hai đôi từ trường rất là lớn xa nhau ha. Sau đó từ trường nó sẽ khép lại gần đây. Thì bán kính của nó sẽ nhỏ lại. Đúng không? Bán kính của nó sẽ nhỏ lại. Bởi vì chúng ta thấy cái bán kính không? M chia Q, V chia B. B lớn lên thì R nhỏ lại. Cho nên là đường xoắn ốc của nó. Các bạn có đọc phim truyện Dragon Ball không? Bảy viên ngọc rồng á. Cái chiêu mà gì đó của lão quy lão chữ mà có cái nồi cơm điện nhé, cái con Pocolo đời đầu vô cái nồi cơm điện đó. Cái đường xoắn ốc như vậy, xoắn ốc và nó nhỏ dần về nơi cái từ trường lớn. Cho nên trái đất của chúng ta như vậy này. Trái đất của chúng ta như này à, cực bắc cực nam, chúng ta có những đường sức từ đi ra bắc nam, nhưng mà ở khu vực mà gần xích đạo thì đường sức từ nó xa nhau lắm. Các bạn tưởng tượng cái 500 giống như 500, nhưng mà ở chỗ này nè là cái từ trường nó lớn lắm, bởi vì tất cả những đường sức đều đổ về hai cực hết. Cho nên khi một hạt mang điện từ ngoài vũ trụ bay vào là nó đang bay chéo chéo với từ trường, đúng không? Nó bay chéo chéo với vùng từ trường tạo ra bởi trái đất, thì nó sẽ tạo ra những đường xoắn ốc ôm lấy những đường sức từ và nó sẽ bay. Nó bay với bán kính rất lớn ở vùng xích đạo và nó thu dần cái bán kính khi nó về đến cực. Thì khi nó về đến cực, thứ nhất là có những chuyện gì xảy ra này. Ở ngoài xích đạo nó bay một tốc rất lớn, nhiều hạt nó xoay như này, nó có va đập với không khí không? Có, nhưng mà cái tỷ lệ va đập không khí nó ít lắm, bởi vì số hạt ở trong một cái vùng thể tích nào đó ở vùng xích đạo là nó nhỏ. Nhưng mà khi tất cả các hạt này nè đều có xu hướng là chạy về hai cái cực, thì chỗ cái cực này cũng là cùng một cái vùng thể tích đó, thì nó lại có rất nhiều cái hạt mang điện đang bị dồn về đây.
thì nó va đập với không khí. Khi nó va đập với không khí, va đập với các cái yếu tố ở trong cái khí quyển, nó phát sáng. Thì nó tưởng, các bạn tưởng tượng kiểu kiểu như kiểu là chúng ta trong đêm đen, chúng ta quăng một cục đá vào trong cái bờ tường kim loại phát ánh sáng, thì nó va đập với các yếu tố không khí, nó tạo ra những ánh sáng với những màu sắc nó cũng khá là đa dạng. Bởi vì ném cục đá vào tường nó ra màu gì ai biết, ném mạnh ném nhẹ đó chứ, kiểu kiểu như vậy. Với những nhiệt độ khác nhau, với những va chạm khác nhau nó ra những cái, hay là va chạm với đối tượng khác nhau ra những màu khác nhau. Thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm nó gọi là cực quang. Đến những người nào mà sau này có cơ hội đi du học châu Âu mà có thể sang Thụy Sĩ hoặc là sang một số nước gần cực, thì các bạn sẽ có một cái cơ hội để các bạn nhìn thấy cực quang. Ví dụ các bạn sang Phần Lan cái gì các bạn như vậy, các bạn có thể chạy ra, chạy lên gần Bắc Cực để xem cực quang, những cái dải sáng như là cái màn nó từ trên trời đổ xuống. Nó chính từ đến từ cái chuyển động theo đường xoắn ốc. Mà khi mà tất cả mọi thứ đều về đến hai cực, mà hai cực thì lại từ trường mạnh nhất nữa, cho nên là nó xoay trong một cái bán kính nhỏ hơn và nó dồn tụ về đó, thì nó va chạm với nhiều hơn, nó tạo ra cái cực quang rất là đẹp. Đây ai rảnh rỗi lên mạng sở chữ cực quang thì biết. Sinh viên của trường mình thì cũng có một số bạn sau đó lấn thì lấy được học bổng. Bây giờ nó có loại học bổng mà học thạc sĩ mà đi vài nước châu Âu á, nhưng phải đi một nước, đi năm thứ nhất học nước này, năm thứ hai học nước kia. Năm ngoái cũng có mấy bạn đi năm thứ nhất thì ở đâu đó mấy cái nước như kiểu Pháp, Ý rồi thì quên rồi, mà năm thứ hai thì chạy sang được Phần Lan, thì có cơ hội để có thể ngắm cái cực quang. Đặc biệt là sẽ rất là dễ ngắm vào những đêm mùa đông, bởi vì học bổng tên gì thầy quên mấy cái tên này, nhưng mà học bổng của Liên minh châu Âu các bạn sợ giờ dễ kiếm lắm, không khó thôi. Thì đặc biệt là những đêm mùa đông các bạn sẽ rất là dễ thấy cực quang, là bởi vì đơn giản đúng không? Thứ nhất là mùa đông không khí nó lạnh trong hơn, nó cái không khí của mùa đông nó không có nhiều khói bụi, các bạn nhìn nó dễ hơn. Và ở những cái nơi như Bắc Cực có kia thì dạt lên phía đó vào những cái mùa đó thì các bạn sẽ dễ thấy hơn. Không phải là mùa đó có nhiều hạt nó rơi vào hơn, mà cái mùa đó thì các bạn nhìn thấy nó dễ hơn. Giống như kiểu sao trời bây giờ trên Sài Gòn các bạn có nhìn thấy sao không? Về nguyên tắc các bạn vẫn phải thấy sao chứ, chỉ vì đủ khói bụi nhiều quá. Thật ra các bạn rất là khó để nhìn thấy những cái sao đó. GPA thấp được không thầy? GPA thấp thì nó hơi khó xin. Không phải là không được, nó hơi khó xin. Xin học bổng đi du học thì các bạn phải biết là thứ nhất là cái ngành các bạn có nhiều học bổng hay không, thứ hai là điểm các bạn tốt hay không, thứ ba là cái định hướng các bạn nó có ok hay không. Thế nhiều khi ví dụ các bạn muốn học một số cái thứ, mà cái thứ đó thực ra nếu mà tính cái việc đi du học thì chưa chắc là nó là tốt bằng việc là các bạn làm thực tế nó trong công nghiệp, thì nó sẽ các bạn phải suy nghĩ lại một tí. Với lại có đi du học thì học đến thạc sĩ thôi, chứ còn đừng học đến tiến sĩ, bởi vì trừ khi các bạn muốn đi dạy thì các bạn học tiến sĩ, chứ còn nếu không muốn đi dạy thì đừng học đến tiến sĩ. Học tiến sĩ là một cái giai đoạn nó rất là cô đơn và nó cực kỳ stress luôn. Các bạn không chịu được chuyện đó rất là mệt. Học thạc sĩ thì 3 năm là xong, 2 năm là xong, kiểu gì cũng xong. Tất nhiên các bạn đã dành học bổng thì các bạn không dốt rồi, cho nên là kiểu gì các bạn cũng xong được thạc sĩ. Nhưng mà nếu muốn học lên tiến sĩ thì nó phải mở ra một ngành mới, nó phải mở ra một cái hướng đi mới, và không ai đảm bảo là 5 năm các bạn sẽ xong hay 10 năm các bạn sẽ xong. Có những người học tiến sĩ đến tận 7-8 năm cũng không thể xong được. Và cái giai đoạn đó thì thường là rất cô đơn, bởi vì cái thứ mình nghiên cứu đôi khi không có trao đổi được với nhiều người đâu, chỉ có mình và các bạn biết thôi. Cho nên nếu đi học nước ngoài và để trải nghiệm cuộc sống nước ngoài, học đến thạc sĩ thôi. Nếu các bạn không được đi dạy, còn nếu các bạn muốn đi dạy thì các bạn học tiến sĩ, bắt buộc học tiến sĩ, bởi vì không thể đi dạy mà ở thạc sĩ được đâu, nó sẽ bị đào thải rất là nhanh. Rồi quay trở lại cái bài giảng ha. Như vậy các bạn thấy nè, chúng ta có cái công thức lực từ này, thực ra nó được suy ra từ cái công thức mà người ta tìm ra trên cái sự tương tác với dòng điện. Thì cái câu chuyện này quay trở về dòng điện thì lại là một lần nữa nói về các cái sự gọi là phân bố dòng thôi, phân bố dòng điện vân vân. Thì trong tất cả những cái phần mà nội dung liên quan đến từ, nó còn có một cái nội dung nữa liên quan đến điện luật Ampere, chúng ta sẽ nói luôn ở đây. Thì điện luật Ampere nó nói cho các bạn cái gì? Nó nói cho các bạn về một cái khái niệm nó gọi là lưu số. Khái niệm lưu số thì chúng ta gặp chưa? Gặp rồi, gặp ở bên điện rồi. Lưu số của điện trường. Lưu số của điện trường, còn nhớ không? Là nó là cái gì? Nhớ không? Lưu số giữa điện của điện trường giữa hai điểm bất kỳ nó là cái gì? Tích phân của E nhân DNL từ điểm này đến điểm kia thì nó bằng cái gì? Ai nhớ? Tí nữa vẫn đáp sao? Mấy đứa không nhớ tí vẫn đáp sao? Là thế hả thầy? Là chênh lệch thế. Nhưng không phải là dấu cộng và dấu trừ nha. Là hiệu chênh lệch thế. Để nhớ thì dễ đó các bạn nè. Các bạn có cực dương, các bạn có cực âm, các bạn có điện trường từ đây sang đây, E theo hướng này, DL chạy từ đây sang đây.
DL chạy từ điểm 1 là dương sang điểm 2 là âm. À, E nhân DL hay là E nhân U, E nhân D, E nhân D là U. U thực ra là lấy dương trừ âm. Còn đi từ điểm 1 đến điểm 2 thì E DL nó bằng là ngược với âm trừ dương, tức là cái giá trị đó là giá trị nó ngược với sự chênh lệch điện thế giữa điểm sau và điểm đầu, nên là E nhân DL bằng trừ DU chứ không phải là bằng U đâu. Tại vì DU hay DE hay DL đều là sau trừ trước hết. Mà cái giá trị đó mình tính ra là nó ngược với sau trừ trước. Sau trừ trước, thực ra bản chất của nó là trước trừ sau. Nhớ nha. Cho nên E nhân DL bằng trừ DU. Đối với từ trường thì sao? Đối với từ trường thì sao? Chúng ta có một cái định lý Ampe cũng là tính lưu số. Khi chúng ta tính cái lưu số, khi chúng ta tính cái lưu số của một cái từ trường theo một cái đường cong khép kín trong cái bài toán về điện đó, thì khi các em tính lưu số của điện của vector cảm ứng điện, vector cường độ điện trường E theo một đường cong khép kín thì nó bằng cái gì, nhớ không? Lưu số của trường tĩnh điện theo một đường cong khép kín bằng cái gì, nhớ không? Bằng không. Đúng rồi, bằng không. Và đó chính là cái lý do mà chúng ta có nhớ cái bài toán buổi giảng trước không? Là khi nào thì một cái trường nó sẽ là trường tĩnh điện, khi nào thì nó không phải trường tĩnh điện. Nhớ mấy cái bản đồ vector mà từ khắp nơi, khi chúng ta xét được một lưu số từ đường không khép kín và chúng ta chứng minh được lưu số bằng không thì chúng ta biết đó là trường tĩnh điện. Thì lưu số của trường tĩnh điện luôn luôn là đi một vòng tròn khép kín bằng không. Định luật Gauss trong trường tĩnh điện là thông lượng điện trường qua một mặt kín thì khác không nếu như cái mặt đó chứa điện tích. Bây giờ sang từ này. Sang từ chúng ta nãy vừa chứng minh được rằng lưu số, xin lỗi, thông lượng từ trường qua một mặt không khép kín, mặt khép kín luôn bằng không. Ở bên điện này, thông lượng có thể khác không, lưu số luôn bằng không. Ở bên từ này, thông lượng luôn bằng không, thông lượng có thể khác không, lưu số luôn bằng không, thông lượng luôn bằng không. Vậy thì xác suất cao ha, một cách rất là gọi là gì đó, gợi ý đó chính là lưu số của từ trường có thể khác không. Đúng, lưu số của từ trường theo một vòng tròn khép kín, cái này chứng minh được nha. Các bạn có nhớ cái cách tôi chứng minh cái lưu số thông qua một cái, anh xin lỗi, thông lượng thông qua một cái mặt kín luôn luôn bằng là q chia epsilon không, là khi tôi xét một cái mặt cầu lý tưởng bao lấy cái điện tích q thì đối với trường hợp này cũng vậy. Nếu các bạn muốn chứng minh rằng là lưu số trên một đường khép kín luôn luôn là ứng với tổng dòng điện xuyên qua cái mặt mà bị giới hạn bởi đường cong đó, tức là xét một đường cong như này thì cái đường cong này đang giới hạn một cái mặt như này, cái lưu số đó là nó phụ thuộc vào có bao nhiêu dòng điện đang xuyên qua mặt đó. Bạn tưởng tượng bao nhiêu dòng điện đang xuyên qua mặt đó. Vậy thì chúng ta thấy nè, nếu chúng ta có một dòng điện đi lên, một dòng điện đi xuống, thì rõ ràng nếu chúng ta xét một vòng tròn khép kín này bao lấy cái mặt thì một dòng điện đi lên một dòng điện đi xuống chắc chắn phải khác nhau rồi. Chúng ta không thể nào một cái dòng điện lên là 2A, một dòng điện đi xuống là trừ 2A, mà chúng ta mang chúng ta cộng I1 cộng I2 được, là 2 cộng 2 về độ lớn được không? Rõ ràng hai cái trường hợp mà một dòng điện đi lên và một dòng điện đi xuống trùng với nhau, 2 và 2 đi lên đi xuống, thì thực ra là không có dòng điện. Đồng ý không? Một lượng điện tích chuyển lên bao nhiêu mà một lượng điện tích chuyển xuống bấy nhiêu. Thì trong trường hợp này thực ra là không có dòng điện, đáp án phải bằng không. Tức là nói đúng hơn á, ý tôi muốn nói với các bạn là ở cái chiều của vế trái á, thì nó là bài toán tích phân, nhưng mà vế phải á, cái việc y đi lên hay đi xuống á, là cực kỳ quan trọng và chắc chắn là dấu nó phải khác nhau. Tưởng tượng được không? Vậy làm sao biết được là khi nào dương khi nào âm? Thì cái chiều mà chúng ta lấy tích phân này, b nhân dr, thì bạn phải biết cái dr này sẽ chỉ cái chiều tích phân. Trong cái trường hợp này chúng ta chọn tích phân theo cái chiều này, thì các bạn lấy cái tay phải ha, xoay theo chiều tích phân này thì ngón cái đang chỉ chiều dương của dòng điện. Nên trong cái bài toán này nè, trong cái mô tả này, cái chiều dòng điện theo chiều ngược chiều cái đồng hồ thì n hướng lên đang là chiều dương. Như vậy trong cái trường hợp này, nếu như y hướng lên thì y này đang lớn hơn không. Đây, giả sử chúng ta có một dòng điện đi lên và dòng điện xuống, thì khi chúng ta cộng với vế phải là y đi qua là bao gồm i1 cộng i2 cộng i3 cộng i4 cộng i5, thì trong trường hợp này có hai dòng điện i1 i2. Thì trong trường hợp này I1 hướng lên là dương mà I2 hướng xuống thì là âm. Trên cái phép toán bên vế phải này, nó sẽ là Y ví dụ lên là 3A, xuống là 2A thì là 3 trừ 2 là 1A. Vế phải này là V0 nhân 1,
Còn vế trái này là bài toán tích phân. Bài toán tích phân. Thì cái định luật Ampe nó giống như định luật Gauss vậy. Nếu các bạn muốn dùng cái Ampe này để tính B tại điểm M, giả sử điểm M đây. Nếu các bạn muốn tính với một cái điểm M bất kỳ, với một cấu trúc đồng điểm bất kỳ, thì tôi nói là không có cửa. Lý do, bản chất của vế trái giống như bên Gauss để tính E. Bản chất của vế trái là một phép cộng. Cộng gì? Cộng tại M1, cộng tại M2, cộng tại M3, cộng vân vân đến vô cùng, cộng đến rất nhiều M. Cộng hết lên vế trái thì nó mới bằng là mu không nhân y. Vế phải nó luôn mu không nhân y. Mình có dùng một cái đường cong méo méo bao lấy hai dòng điện này, mình dùng một đường cong tròn bao lấy hai dòng điện này, mình dùng một đường cong xoắn ốc linh tinh gì đó bao lấy hai cái dòng điện này, thì nó vẫn cứ là 3 trừ 2 là 1. Nhưng để tính được B tại điểm M1 này, mà điểm M2 khác M1, mà điểm M3 khác M1 là không có cửa tính luôn. Lý do? Bởi vì nó đâu có giống nhau đâu. Đúng không? X1 cộng X2 cộng X3 cộng X4 bằng 10. Vậy X1 bằng mấy? Đúng không? A cộng B cộng C cộng D cộng E bằng 10. A bằng mấy? Sao biết? Nếu không có bất cứ một cái yếu tố gì đặc biệt thì không bao giờ biết được A bằng mấy. Nhưng nếu các bạn có thể chứng minh được bằng một cách nào đó thần kỳ, và một hệ thống nào đó cực kỳ đối xứng, các bạn chứng minh được A bằng B bằng C bằng D bằng E. Xong. A cộng B cộng C cộng D cộng E bằng 10. A bằng B bằng C bằng D bằng E. Như vậy A bằng 2. Các bạn chỉ có thể giải được trong bài toán đối xứng thôi. Tức là dùng được Ampe trong trường hợp nào? Trong trường hợp đối xứng để tính B. Mục đích dùng Ampe để tính B chỉ dùng được khi mà bài toán là đối xứng. Mà. Giả sử nha. Chúng ta quay trở về với bài toán sợi dây dẫn dài vô hạn. Đây ha, sợi dây dẫn dài vô hạn. Tìm cảm ứng từ B gây ra tại một điểm, cắt cái sợi dây này một khoảng là đây, một sợi dây dài vô hạn. Vẽ ra. Đây. Và tôi muốn tìm cảm ứng từ B gây ra tại một điểm, cắt cái sợi dây này một khoảng cách là d hay là r gì đó, tùy các bạn. Khoảng cách trên sợi dây là d hay là r đi ha. Sợi dây này dài vô hạn, đồng ý không? Rồi vẽ như thế này nó hơi khó đối xứng, vẽ như này cho nó dễ vẽ, tại do cái soạn thảo trong PowerPoint không cho phép mình vẽ cái đường elip nghiêng nghiêng, hoặc là thầy không biết vẽ. Đây. Rồi. Dòng điện của chúng ta đi từ dưới lên trên. Đây. Một dòng điện không đổi chạy trong một sợi dây dài vô hạn. Dòng điện này có cường độ dòng điện là Y. Tính cường độ từ trường cảm ứng từ B gây ra khi nó tại một điểm M, khi nó cắt cái vòng dây một khoảng cách là R. Thì bạn thấy nè, cái bài này có thể giải được bằng đối xứng không? À, giải được. Cái bài này nếu mà chúng ta giải bằng tích phân đó, thì nó quay trở lại cái cách giải mà chúng ta đã làm ở trong cái bài giảng, những bài giảng trước ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ giải nó không bằng tích phân, bằng cách lợi dụng tính đối xứng. Các bạn nhìn nè. Tại mỗi một cái điểm cắt đều sợi dây một khoảng cách là R, chẳng phải đều là những điểm giống hệt M sao? Đúng không? Điểm M của chúng ta nó không có gì thay đổi nếu chúng nó chạy theo một cái đường tròn cắt cái sợi dây. Đây, cái sợi dây đây. Điểm M của chúng ta đây. Đây. Thì điểm M ở đây với lại giờ mang sợi dây xoay một góc, điểm M ở đây với sợi dây xoay theo một góc khác, điểm M nằm đây. Thì thực ra bản thân cái điểm M này đối với sợi dây nó cũng là lúc nào cũng như nhau. Lúc nào cũng như nhau. Đúng không? Bây giờ nói về đối xứng nè. Nói về đối xứng ha. Chúng ta có cái đối xứng gì? Gương hay phản gương? Các bạn. Nếu tôi xét một cái mặt phẳng như thế này. Giờ tôi nói về cách làm đối xứng nha, còn cách làm gọi là sử dụng các phương pháp đối xứng nha. Nếu tôi xét một cái mặt phẳng như thế này đi qua M thì cái mặt phẳng này là mặt phẳng gương hay mặt phẳng phản gương? Đối với dòng điện chúng ta đang nói đây. Dạ phản gương. Phản gương ha. Và nếu nó là phản gương á thì B tại một điểm bất kỳ nó sẽ như thế nào? Nằm trên mặt phẳng và vuông góc với
đường nối của hai cái điểm bất kỳ, đúng không? À, tưởng tượng được không? Ừ. Hay là như này các bạn nè, mặt phẳng này mặt phẳng gì, phản gương hay là gương? Ai biết? Phản gương như thế này là mặt phẳng gì? Phản gương hay gương? Phản gương. Nếu mà phản gương á thì xét một điểm trên này, xét một điểm dưới này, đúng không? Thì từ trường B nó phải hướng như thế nào? Nằm trên mặt phẳng phản gương và vuông góc với điểm nối hai điểm. Là B nó phải hướng như này nè. Là B nó phải hướng như này. Đúng không? Đúng hay sai? Đúng không? Nếu như nói về đây là mặt phẳng phản gương thì nó phải như vậy, đúng không? Vậy là sai rồi thầy. Thì đúng rồi. Vậy là không sai được. Vậy là nó phản gương là nó sai. Sai chỗ nào? Về nhà tìm suy nghĩ đi nha. Suy nghĩ đi nha. Vậy bây giờ cái mặt nào là mặt phẳng đối xứng nè, trong bài toán này? Mặt nào là mặt đối xứng? Mặt nào là mặt đối xứng? Mặt này thì sao? Có phải mặt đối xứng không? Bất kỳ mặt nào chứa cái trục. Đúng rồi, bất kỳ mặt nào chứa cái trục là một cái mặt đối xứng gì? Gương hay phản gương? Cái mặt này nó gương hay phản gương? Để em mở chúng ta nằm đây nè. Thì cái mặt này là mặt phản gương hay gương? Dạ phản gương. Đúng. Phản gương hả? Phản gương gì? Phản gương gì? Nó nằm ngay trên mặt đó thì có đáp án là không phải mà. Hả? Tại vì bên nó này nằm với bên này, bất cứ một điểm nào đối diện hai bên này có phải giống hệt nhau không? Đều không có dòng điện, đúng không? Bây giờ cái sợi dây điện này nằm ngay trên cái mặt này thì sao đây? Giờ sao đây? Thú vị không? Bạn suy nghĩ một chút các bạn sẽ thấy thú vị không? Chúng ta biết chắc á, là B nó sẽ hướng như nào? Hướng như này nè. Đúng không? Tức là nằm trên cái mặt phẳng đó đó và hướng vuông góc với cái trục R. Cái này chúng ta biết chắc là bởi chúng ta đã chứng minh được bên cái bài toán bằng tích phân kia rồi, đúng không? Thử suy nghĩ nha, về nhà ngồi suy nghĩ thử xem là bây giờ cái mặt phẳng nào gương hay phản gương đối xứng kiểu gì để chúng ta có cái lý luận đó. Hay bây giờ chúng ta không nên dùng cái mặt phẳng gương hay phản gương mà chúng ta cần dùng đối xứng trụ. À. Rồi. Bây giờ B tại mỗi một điểm á, nè. B nó luôn luôn là vuông góc với cái trục này. Dây điện đây, dây điện là cái tay này. Cái này là R đây, điện thoại là R. Thì cái này B nó như này. B lúc nào cũng đang vuông góc với R. Hay nói đúng hơn ha, tại mỗi một điểm chỗ này nè, nếu tôi xét cái chiều tích phân là chiều ngược chiều đồng hồ, từ trên nhìn xuống là ngược chiều đồng hồ, thì DL của tôi á, DR của tôi, DL của tôi á, nó là cái vector trùng chiều vector vector Y. Nó xíu chỗ này nè. Đúng chưa? Thì hai cái vector này luôn luôn cùng phương cùng chiều với nhau, bởi vì tôi lấy tích phân theo cái chiều này, DL là cái thành phần của đường tròn theo cái điều này, tiếp tuyến ha, mà B của tôi cũng là tiếp tuyến của đường tròn luôn, cho nên cái tích phân bên phía trái này nè, chúng ta viết lại cái tích phân một chút nha. B này nhân với lại là DR hay DL cũng được ha. Đây là vector nha. DL thì bằng V0 nhân với Y xuyên qua. Thì V0 của chúng ta rồi, nhân với Y xuyên qua. Và chúng ta xem nào nha. B á, là theo hướng này.
vuông góc với bán kính. DL là phương tiếp tuyến của vuông góc bán kính. Cho cái tích phân này của chúng ta viết lại được theo cái kiểu là nó chỉ là đơn giản là tích phân của B nhân với DL. Mà B ấy, tại điểm M này nè. Điểm M này với điểm M này, tất cả những điểm M trên cái đường tròn về độ lớn nó phải giống nhau. Tại vì nó về cơ bản nó đối xứng rất mạnh hơn. Cho nên nó bằng là B rút ra ngoài nhân với lại là tích phân của DL theo một vòng tròn khép kín. Thì cái đường tròn mà chúng ta chọn là đường Ampe. Đường Ampe này của chúng ta chứa tất cả những điểm giống hệt M. Tôi nói rồi mà, cái vế phải đó các bạn chọn một cái đường như thế này được không? Nó có đủ còn đúng được không? Cái vế phải đó nếu như các bạn chọn một cái đường như thế này đi qua M, bao cái sợi điện lại Z, chỉ cần chỗ này đi qua M thì cái vế phải đó nó còn là mui không nhân y không các bạn? Có bằng không? Cái vế phải này nó có còn bằng là mui không nhân y không? Bằng không? Dạ có. Dạ có. Vẫn bằng. Vẫn bằng đúng không? Như lúc đó các bạn có tính được B tại M không? Không, tại vì M chỗ này, với M chỗ này, với M chỗ này là khác nhau. Nếu các bạn không tính được, các bạn không từ cái chỗ này là các bạn không rút được B ra. Viết đến chỗ này vẫn đúng nè. Viết đến chỗ này thêm cái cos alpha vào thì nó vẫn đúng ha. Về tổng quát thì nó thêm cái cos alpha vào. À, cos của cái gì đó là cos cái góc giữa hai cái này vào. Thì nó vẫn đúng nè. Nhưng mà thứ nhất là từ cái chỗ cái tích phân thứ hai sang cái tích phân thứ ba, từ cái tích phân này sang tích phân này nè là phải lòi ra cái cos. Từ cái tích phân này sang cái tích phân này không rút B ra được. Vậy nên các bạn không tính được B. Các bạn sẽ không bao giờ tính được cái B tại điểm M đó nếu như cái đường tích phân các bạn không chọn mang tính đối xứng. Mạnh. Thì cái đối xứng mạnh của tôi là gì? Đó chính là tôi nhận định rằng cái đường tròn vuông góc với sợi dây nó đang chứa tất cả những điểm giống hệt M, bao gồm hướng của B so với hướng DR và độ lớn của B. Tại mỗi một chỗ đó B với DL luôn luôn là trùng phương trùng chiều với nhau nếu tôi xét tích phân theo chiều này. Và tại mỗi hướng nó B của tôi là độ lớn bằng nhau. Thì đến lúc đó cái tích phân này nó chỉ còn là cái gì thôi? Tích phân DL. Mà tích phân DL thì bằng gì? Bằng chu vi đường tròn. Chu vi đường tròn tính sao? 2πr. Cái tích phân này cộng hết chiều dài của cái DL là vector vàng, nó chính là chiều dài của cái đường tròn. Tức là nó là 2π. Cái soạn thảo này nó hơi hằng nhằng. 2π nhân pi nhân với lại r. Và vì thế b của chúng ta, cái bài toán này nếu chúng ta dùng thì b của chúng ta rốt cục là bằng mi không chia cho 2πr. Và cái này có giống hệt những cái kết quả các bạn thu được ở trong cái bài toán chứng minh khi mà sợi dây dài đã vô hạn không? Giống không? Ai đã từng làm cái tích phân kia và ra kết quả cuối cùng? Khi sợi dây dài đã đến vô hạn thì đáp án nó là như thế này. Đúng không? Mấy đứa? Như các bạn thấy ha, cách thức chúng ta sử dụng cái lưu số để tính B nó giống như cách chúng ta sử dụng cái Gauss để tính cường độ điện trường. Không dễ xài. Không dễ xài. Không hề dễ dàng tí nào luôn. Tôi cho một cái ví dụ cúng cái bài toán này luôn. Cúng cái bài toán này luôn. Sợi dây của tôi không dài vô hạn. Không dài vô hạn. Nhưng cái điểm M tôi xét đó, nó nằm ngay trên trường trung trực sợi dây. Để tôi đảm bảo nó vẫn có đối xứng trên dưới. Để tôi đảm bảo nó vẫn có đối xứng trên dưới. Thì các bạn còn nhớ kết quả của cái bài toán mà sợi dây không có dài vô hạn không? Nó sẽ liên quan đến hai cái góc từ cái điểm M này kéo đến hai cái đầu đúng không? Và khi nó không có phải là dài vô hạn thì hai góc này có giá trị, kể cả nó đối xứng nó vẫn có giá trị. Ví dụ như là 30 độ hoặc là dây dài hơn thì là ví dụ cái góc nhỏ, độ lớn góc nhỏ này nè. Dây ngắn thì dây dài thì 30, dây ngắn thì 45, dây ngắn hơn nữa 60, dây ngắn hơn nữa chỉ là 80 ví dụ vậy. Thì cái kết quả nó tuyệt đối không có giống giá trị này là cái chắc này. Nó sẽ liên quan đến cốt xin gì đâu.
Nhưng tại sao trong khi tôi vẫn có thể dùng, bây giờ tôi nói là tất cả những điểm giống hệt M vẫn đang nằm trên cái đường tròn này đúng không? Cái vector B tại cái mỗi điểm M nó vẫn hướng theo hướng này đúng không? Đúng không? Nó vẫn hướng theo hướng này. Vector DNL trên cái đường Ampere này nó vẫn hướng theo hướng này. Vậy tại sao tôi không dùng đáp án này đâu? Đó là câu hỏi mở, các bạn về nhà suy nghĩ. Nhắc lại nè, nếu tôi dùng một cái sợi dây không phải là dài vô hạn, sợi dây ở đó vẫn có tính đối xứng là khi tôi xét điểm M nằm ngay trên đường trung trực sợi dây để nó vẫn đối xứng hai bên. Và tôi vẫn là dùng định lý Ampere, tôi xét lưu số trên một cái đường tròn. Đường tròn đó nằm ngay trên mặt phẳng trung trực luôn. Mỗi một điểm M đều giống hệt nhau. Đúng không? Vậy kết quả ra nó có giống kết quả bài toán này không? Vậy nếu một điểm M nằm trên bên này một tí, dưới bên này một tí, thì câu chuyện gì xảy ra? Vậy nhà thử suy nghĩ nha các bạn. Nhà thử suy nghĩ nha. Một câu hỏi rất là mở. Nó biến một cái vật từ vô cùng trở thành một cái vật là không có trừ vô cùng, không có cộng cũng xin lỗi, từ vô cùng trở về một vật là có kích thước đàng hoàng, thì cái bước chuyển mình nó như thế nào? Tại sao cái kết quả không còn giống cái kết quả của sợi dây dài vô hạn nữa? Thì chúng ta thấy rõ ràng cái bài toán mà liên quan đến cái định luật Ampere này nói về lưu số. Đây, giả sử đây, chúng ta có cái mặt như này. Đây, đây một cái đường cong khép kín. Chúng ta có mấy đường cong khép kín là đường A là đường bự ngoài này. Đường B là đường ở chỗ này, nối hai cái thằng này lại với nhau. Đường C là nối hai thằng 51 này với nhau. Và đường D là nối thằng 52 với nhau. À. Thì về độ lớn, lưu số qua cái đường nào là lớn nhất? Lưu số trên cái đường nào là lớn nhất? ABCD. ABCD. Và cái đường, có một cái đường đặc biệt ở đây. À đây không có đường đặc biệt. Ok, đi tôi nói sau. Rồi. Vậy thì cái lưu số qua đường nào là lớn nhất? Tôi thấy nè, lưu số là câu hỏi của vế phải, vế trái. Vế trái thì viết của nó đơn giản lắm. Nguyên cái tích phân này các bạn chỉ cần viết lại hai chữ thôi, lưu số. Lưu số bằng mu nhân với y không. Lưu số trên cái đường A này bằng mu nhân y không, tức là y xuyên qua. Chúng ta xét độ lớn đúng không? Thì chọn đại một chiều tích phân thôi, bởi vì lấy độ lớn mà, thì chọn đại cái chiều này chiều tích phân. Còn các bạn chọn chiều ngược lại thì cái giá trị lưu số nó bị giá trị âm, nhưng mà lấy tuyệt đối lên thì cũng vậy thôi. Chọn chiều này nhá. Khi chúng ta chọn chiều tích phân trên đường A là chiều ngược chiều cái đồng hồ, thì chiều ngón tay cái là đi từ mặt phẳng tờ giấy ra là chiều dương. Cho nên khi chúng ta xét như thế này thì chiều này chiều dương. Cho nên dòng điện 1 ampere là dương, dòng điện 5 ampere là dương, dòng điện 2 ampere là âm. Như vậy lưu số trên đường A là bằng tổng ba cái đó lại, mu không nhân với 6 trừ 2 4 4 mu không. Lưu số trên đường C, đường C là đường nào? Đường C là đường này nè. Thì nó có hai đường thôi, hai dòng điện thôi, 5 với 1, vậy là 6 mu không. Lưu số trên đường D, 5 trừ 2 là 3 mu không. Lưu số trên đường B là 1 trừ cho 2, trừ 1 mu không. Về độ lớn thì thằng C là lớn nhất, là 6, 6 mu không. Kiểu như vậy. Nó là cách chúng ta đưa ra đáp án cho những câu hỏi kiểu như này. Tưởng tượng được không? Vậy thì nếu như trong cái bài toán này ha, chúng ta có hai dòng điện, đây một dòng điện và một cái dòng điện khác, đều từ trong cái mặt phẳng này đi ra, đều từ trong cái mặt phẳng này đi ra, tức là tương ứng với dòng điện này nè. Bây giờ chúng ta xét một cái đường như thế này, đường lưu số như này, đường Ampere của chúng ta đường kín như này, đường Ampere là đường kín nha, nó giống như kiểu mặt gâu là mặt kín nha, đường Ampere phải đường kín. Và giả sử cái này là 1 ampere, 1 ampere đi ha. Thì cái đường kín này nè, thì lưu số của nó là 1 cộng 1 là 2. Dương mà, theo chiều tích phân chiều này ha. 2 mu không. Và một cái đường khác. Đây. Một cái đường số 8 như vậy. Thì cái đường số 8 này lưu số của mấy? Thì các bạn nên nhớ này nha. Thầy vẫn xét cái hướng tích phân là hướng tích phân phải duy trì trên toàn bộ cái đường nha. Hướng tích phân của thầy á, là hướng từ đây
giả sử nha, à, hướng theo chiều này. Vậy thì cái nửa bên trái á, nửa này nè, với cái chiều tích phân này của nửa vòng tròn bên trái á, thì chiều ra này là chiều dương. Nhưng khi nó sang đến bên đây á, thì mũi tên của thầy nó sẽ hướng như thế này nè. Cái chiều tích phân của thầy nó hướng như thế này nè. Thì cái chiều vàng mới là chiều dương. Trên lưu số trên toàn cái đường cong số 8 này á, thì bên này là cộng y bên phải, bên kia là trừ y bên trái. Bởi vì hai thằng đều đi ra hết. Đường bên phải á, chiều này là chiều dương, thì y nó là dương. Còn đường bên trái chiều này là chiều chiều dương mà y nó hướng từ trong ra nên y nó âm. Nên là cộng 1 trừ 1. Lưu số thì đường số 8 nó bằng 0. À, và cái này là cái mà các bạn phải lưu ý nha, bởi vì là bài tập mà các bạn định chiều sai á, là các bạn sẽ rất hay bị cái lỗi chỗ này. Đó chính là khi mà chúng ta chọn chiều tích phân á, thì phải chọn nhất quán. Cái đường cong đó khép kín không có nghĩa là nó là một cái đường cong khép kín như thế này, mà nó hoàn toàn có thể khép kín theo kiểu số 8 này. Hoặc là nó có thể khép kín theo cái kiểu rất đặc biệt như này. À, đây chúng ta có ba dòng điện này. Dòng điện thứ ba nha. Các dòng này đều từ trong ra hết. Và cái đường của thầy á, nó là như thế này. Như vậy cái dòng điện này nè, và dòng điện này nè, là hai cái dòng điện á, nếu chiều tích phân của thầy là chiều ngược chiều đồng hồ đó, thì hai cái dòng điện này là hai dòng điện dương nè. Và đối với cái dòng điện ở bên trong này nè, cái chiều tích phân của thầy á, duy trì là ngược chiều đồng hồ, thì ở đây nó cũng là ngược chiều đồng hồ. À, thì nó cũng là chiều ra ngoài là chiều dương, ba cái này đều từ trong ra hết, thì là y 1 y 2 là dương, y 3 cũng dương luôn. Nó hai trường hợp này. Nhưng mà nếu người ta chọn 1 2 3 mỗi cái là 1 ampere, và các bạn chọn là lưu số qua cái mặt này nó chỉ là 3 mu không, tức là 1 2 3 đều dương hết. 1 cũng dương, 2 cũng dương và 3 cũng dương. Đấy, 1 nè, 2 nè, 3 nè. 1 dương, 2 dương, 3 dương. Như nếu các bạn chỉ viết là 1 cộng 2 cộng 3 là các bạn sai rồi. Bởi vì hai cái thằng này nè, là nó xuyên qua cái mặt này chỉ một lần thôi. Nhưng với cái cấu trúc đường cong này nè, thì cái thằng hai nó xuyên qua hai lần, xuyên qua cái mặt bự và xuyên qua cái mặt nhỏ của chính nó. Cho nên chỗ này phải là y 1 cộng 2 y 2 cộng y 3. Đúng. À, trong cái lúc mà chúng ta tính chúng ta phải lưu ý cái này ha. Cái này là bên toán thì người ta chặt chẽ hơn mặt toán học một chút. Thôi được, nói tóm lại hôm nay chúng ta làm quen với một cái khái niệm liên quan đến lực tử, ôn lại một chút lực tử, ôn lại một chút cái giới thiệu một chút về cái gọi là định nghĩa ampere, cái cách chúng ta tìm ra cái đường cong khép kín để tính lưu số, dựa vào đó chúng ta có thể có một số bài toán để tính được cảm ứng từ B gây ra bởi một cái cấu trúc có tính đối xứng. Bữa sau chúng ta xem xét cái bài toán đối xứng đó, thì những cái vật trên những bài toán mà chúng ta đã gặp suy nghĩ dùm thầy cái câu hỏi mở hồi nãy, khi mà cái sợi dây của thầy nó không dài vô hạn và điểm M của thầy vẫn nằm trên đường trung trực, vẫn đảm bảo tính đối xứng trên dưới, tại sao thầy không tính được, hay là B của thầy chắc chắn nó phải khác giá trị này? Các bạn mà ra đúng giá trị này các bạn sai chắc luôn, mà thầy vẫn đang không hề sai một tí nào nhỉ? Thầy đang không lý luận sai một chỗ nào hết, hay là thầy đang lý luận sai mà các bạn không bắt được? Thì cái lý luận đó chắc chắn là có cái vấn đề rồi, bởi vì nếu không thì nó đã phải đúng mà nó không đúng. Rồi thì cái đó là câu hỏi mở để về nhà các bạn tìm hiểu ha. Hôm nay chúng ta còn tiết học là đến 3:50 đúng không? Đúng các bạn nhỉ? Còn nửa tiếng nữa thì lớp này là P02, P03 ta. Mấy đứa? P02 đúng không? P02. Thì năm bạn sau đây sẽ ở lại trong cái link Google Meet này ha, để tham gia vấn đáp lấy 10% điểm nha. Gọi random thôi, gọi không có mặt thì có nghĩa là vắng mặt thì giống như các bạn đi kiểm tra, các bạn không có mặt thôi ha, là không điểm thôi. Bây giờ là 3:21, số 3, Trương Như Trúc Anh. Dạ có thầy. Rồi, ok, một người ở lại ha, ở lại cái link này ha. Mấy bạn nào tí nữa không có gọi tên thì các bạn có thể out ra ha. Trương Như Trúc Anh là có rồi đúng không? 3:21 vẫn là 21. Trần Đỗ Đăng Khoa. Có mặt không? Trần Đỗ Đăng Khoa lần thứ nhất. Dạ có thầy ơi. Ok. Rồi.
9 tháng 7, à mùng 7 tháng 9. Trần Phạm Hải Dương. Trần Phạm Hải Dương có không? Dạ có, dạ có. Rồi, bà bà. Phan Minh Giang có không? Phan Minh Giang. Phan Minh Giang. Không có này. À, ok. Rồi, bạn cuối cùng, random. Nguyễn Viết Minh Quân. Dạ có thôi. Ok, rồi, năm bạn này ở lại đây ha. Chờ thầy 5 phút. Các bạn khác có thể out khỏi lớp được rồi ha. Em chào thầy ạ. Em chào thầy. Em chào thầy. Bye bye.